Xin chào tất cả anh em đến với kênh điện mặt trời Big Bang Solar. Thì tất cả các clip trước thì em đều quay là hướng dẫn anh em lắp đặt này kia, chia sẻ với anh em là lắp đặt đầu nối và xuất hàng này kia. Nhưng mà video này thì video khá là đặc biệt, video về hàng nha mọi người. Thì mọi người có thể thấy là tấm pin Long Y là một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng, hiệu suất rất là cao mọi người. Đợt trước anh em có hỏi là rất nhiều anh em muốn mua tấm pin Mỹ đúng không? Nhưng mà tại sao bây giờ em thay thế bằng tấm Long Y? Em có luôn luôn có một cái lý do riêng của mình. Tấm Long Y nếu mà sau tấm Mỹ em bán tấm Mỹ hiệu suất quá cao rồi mà em bán cái tấm bình thường một mặt kính ấy, thì nó không có tấm nào, gần như là không có tấm nào có thể thay thế được tấm Mỹ mọi người. Nó hiệu suất tấm Mỹ của nó đã quá vượt trội đi. Thì em thay vào đó tấm Long Y hai mặt kính. Tấm Long Y hai mặt kính này thì thứ nhất ấy, là nó có ba cái tác dụng. Thứ nhất là nó sẽ đẹp hơn, rất là đẹp, mọi người có thể thấy cái hình em đang chèn lên video. Thứ hai là nó bền hơn. Thứ ba là hiệu suất nó cao hơn, tại vì cái mặt dưới của nó không phải là vô tác dụng như những tấm bình thường nha. Cái mặt dưới của nó hấp thụ thêm được khoảng 10% quang năng nữa, thì nó cộng cái tấm 445W ấy, thì nó phải ngang với tấm 500W bình thường là cái hiệu suất này. Và cái thứ hai là rất là đẹp đó. Đẹp thì nhiều người không quan tâm, mình có thể bỏ qua cái vấn đề thứ hai là đẹp. Cái thứ ba là cái vấn đề là nó bền. Các tấm bình thường trên thị trường một mặt kính, cái mặt kính bằng đằng sau nó màu trắng á, nó bằng nhựa, thì nó chỉ được bảo hành 25 năm hiệu suất thôi mọi người. 25 năm hiệu suất đạt trên 80%. Còn riêng tấm pin Long Y hai mặt kính này đạt bảo hành 30 năm hiệu suất, đạt trên 84% nha. Đây mọi người có thể thấy này, cái mặt kính đằng sau của nó này, đây là cái mặt kính đằng sau của nó nha. Đấy, tất cả các tấm thường mặt kính sau nó là màu trắng bằng nhựa đó, thì nó về lâu về dài nó tiếp xúc nhiệt độ cao nó thì nó sẽ không bền bằng cái mặt kính đằng sau này. Đấy, mặt kính đằng sau này thứ nhất là vừa đẹp này, thứ hai nó bền hơn, và thứ ba nó hấp thụ luôn cái lượng nhiệt mà ánh sáng hắt lên. Thì nhà sản xuất rất là thông minh, thì Long Y là một cái thương hiệu nổi tiếng nữa, nên là em quyết định là về Long Y. Mặc dù Long Y bán không có lời mấy, em nói thật mọi người, đầu vào rất cao. Long Y nó sẽ có 3 dòng trên thị trường, dòng loại A, loại B và loại T. Loại T là loại test thì bỏ không bán, loại B thì có thể là chấp nhận được nhưng mà bảo hành chỉ được 5 năm thôi, thì em không bán loại đó, giá nó rẻ hơn vài trăm. Loại A là loại này nha mọi người, nó sẽ là loại đắt tiền nhất và được thị trường châu Âu người ta chấp nhận nha, nên là em bán loại đắt tiền luôn. Thì bây giờ em sẽ đi ra ngoài, xe container đang chở ở ngoài. Một đêm một lần hạ công một container ấy thì em phải chia ra 2 đêm mọi người. Tại vì sao? Một container hạ hết tầm 4 đến 5 tiếng. Đó, mà em về 2 container liên tục là phải thức trắng đêm luôn. Nên bây giờ hiện tại là 10 giờ đêm, thì em hạ đến khoảng tầm 2-3 giờ sáng mọi người. Một container em sẽ chia thành 2 ngày liên tục nhá. Rồi xin mời mọi người cùng em khu container. Trên mỗi một container khi mà xuất khỏi nhà máy á, thì đều có một cái siêu như này nha mọi người. Quay sát lại đây dùm em. Đây này, mọi người có thể thấy đây, đây là một cái siêu nhá. Siêu này thì không thể cắt nha, từ lúc mà xuất xưởng khỏi nhà máy nha. Nó đây là một cái gọi là nguyên siêu của container. Rồi, thì bây giờ em sẽ cắt ra nha mọi người. Em sẽ cắt cái siêu này ra để khui container nha mọi người. Anh em có thể thấy này, đây là tấm Long Y nhá. Tấm Long Y rất là quen thuộc trên các video rồi. Đó. Mọi người có thể thấy này, đây là tấm Long Y hai mặt kính nha mọi người. Mới xong cái pallet cuối cùng của ngày hôm nay mọi người, của xe đầu tiên nhá, còn một xe nữa vào ngày mai. Thì hiện tại bây giờ là 1:30 sáng rồi. Đấy, 1:30 sáng thì anh em cũng đây mọi người có thể thấy cái kho vừa nãy và bây giờ nó rất là khác nhau đúng không? Vừa nãy thì nó một xíu à. Thì bây giờ nó độ lên 22 pallet nữa mọi người. 22 pallet tấm pin năng lượng mặt trời nữa. Thì còn một container nữa thì ngày mai tiếp tục nhá, đêm mai một container nữa thì nó sẽ full hết khu vực này luôn để phục vụ anh em nha. Ok thì tiếp tục nhá, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai, em sẽ về thêm một container nữa nha.
Rồi, hôm nay là ngày thứ hai nha mọi người. Bây giờ là 1 giờ 41 phút sáng rồi mọi người. Đấy, 1 giờ 41 phút sáng thì đã hoàn thành xong thủ tục nhập kho. Tưởng là bây giờ cũng khá là mệt mỏi mọi người. Xếp vừa đẹp luôn, nói chung là đúng là cái chiều cao của cái trần nhà nó sinh ra là để đựng ba cái pallet mọi người. Nó vừa khít luôn mọi người, nó chỉ cách cách khoảng độ khoảng 3-4 phân thôi. Nó 3-4 phân đó là để cân đối căn á, căn cái tấm pin á. Xếp lên đến tầng 3 là hơi khó. Nhưng mà cố gắng tỉ mỉ thì cũng được mọi người. Đấy, cái mặt sau của tấm Long Y nha. Đấy, cái tấm này thì sao mà rất nhiều anh em chắc là thắc mắc là tại sao em về nhiều như vậy. Thì nói thẳng một câu là nó ngon. Vậy thôi. Nó ngon. Trước kia em bán những tấm hiệu suất rất là lực cao như là Quicell này. Đó, Quicell rồi chuyển qua đến tấm pin Nhật và tấm Mỹ thì toàn những tấm pin hiệu suất cao, rồi bây giờ em bán những tấm pin thường thì nó lại anh em lại hơi bị hụt hẫng. Nên là em quyết định chọn tấm Long Y hai mặt kính là cái giải pháp thay thế tấm pin Mỹ nha mọi người. Tại vì tấm hai mặt kính hiệu suất nó rất là cao, tấm Long Y nữa, Long Y thì nổi tiếng về hiệu suất rồi. Đấy. Cái mặt dưới của nó như em đã nói giới thiệu với anh em rất nhiều rồi, mặt dưới nó hấp thụ được đó và độ bền nó cao hơn, nó vượt trội hơn so với tấm Mỹ. Một cái là gì, độ bền nó cao hơn tấm Mỹ mọi người. Tấm Mỹ hiệu suất rất lớn nhưng mà độ bền thì nó lại tuổi thọ thiết kế nó không cao bằng Long Y được, nó kém Long Y nhiều mọi người. Tấm Mỹ nó khoảng tầm khoảng độ 20 năm tuổi thọ, 20 đến 25 năm, còn tấm Long Y thì trên 30 năm nha. Đó, với lại tấm Mỹ thì nó khó, rất là khó lắp đặt và di chuyển rủi ro cao, dễ bể, nó không thực dụng mấy. Nhưng mà lắp lên rồi thì tấm Mỹ thì cực kỳ sướng rồi, nó mưa thì nó trôi hết cái bụi này kia, nó cũng đỡ dính nhiều. Nói chung là tấm Mỹ thì nó rất là ok, nhưng hiện tại thì thị trường không còn tấm Mỹ nữa, rất là ít, rất là hiếm. Anh em mua lại thì có qua tay hoặc là có thể là nâng giá cao hơn, hoặc là một số bên tồn kho thì còn. Thế hiện tại tấm Mỹ trên thị trường thì nguồn cung nó đã hết, nên là em thay thế bằng tấm Long Y hai mặt kính này. Nó có rất nhiều điểm nó chúng ta cần cân đối thay thế tấm Mỹ được. Tại vì tấm Mỹ một số khách hàng thực tế thì lắp nó cũng khá là khó khăn, và có một số khách đã bị bể một chút mọi người. Tại vì nó rất là dễ bể, nó nặng nữa. Ngay cả việc bán hàng em cũng rất là mất thời gian phải nối tấm pin Mỹ, nối các dây rồi đi dây này kia, dây đỡ rất là lằng nhằng, dây nó rất là ngắn. Đấy, và ship xa không được, dễ bể nữa. Rồi, thì nói chung bây giờ em cũng khá là mệt, nói chung là khá là đuối. Giờ là 1 giờ 46 phút rồi, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi thôi mọi người, cũng khá là đuối rồi. Để sức ngày mai còn chiến tiếp, ngày mai còn rất là nhiều hệ anh em còn đang hẹn anh em chưa lắp được. Cái tấm Long Y này thì chia sẻ một chút nữa là nó là hàng tiêu chuẩn loại A xuất đi châu Âu nha. Thị trường châu Âu người ta dùng tấm này rất là nhiều, người ta chấp nhận. Đó, thì nó có sẽ có 3 dòng, dòng loại A, loại B và loại T. Thì Big Bang Solar đang bán loại A nha. Loại B là loại kém chất lượng hơn một chút, nó bảo hành thấp hơn. Và loại T là loại test, thì em không bán hai dòng đấy, nó rẻ hơn nhưng mà em muốn bán một cái gì đó nó chất lượng một chút, mặc dù là lợi nhuận không cao. Thằng Long Y này giá đầu vào rất là cao, tại vì đây là dòng pin mà thị trường châu Âu người ta chấp nhận, cái dung lượng thị trường rất là lớn, nên là mình không mua thì có người khác mua thôi. Đấy, nên giá đầu vào rất là cao, nhưng mà em vẫn cố gắng bán tấm Long Y này, tại vì thứ nhất là nó có được một số lượng hàng ổn định, và thứ hai là hiệu suất nó cao, nó chất lượng. Đấy, mình bán hàng chất lượng thì đỡ phải bảo hành mọi người. Đấy, bán hàng không chất lượng lỗi vặt bảo hành mệt lắm, nên là em thích rất là ok tấm Long Y này. Đầu vào, giá đầu vào rất cao nhưng mà bán thằng này nó khỏe mọi người. Nó đấy, nói chung là bán tấm này nó có nhiều cái mọi mặt, cái thương hiệu nó cũng đi lên mọi người. Nên là em quyết định là bán tấm Long Y hai mặt kính này nhá. Rồi, không rông dài nữa, đêm khuya rồi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau của Big Bang Solar. Xin chào anh em.